Anh Lân, anh Lân. Anh đi. Dạ, có một anh khách hỏi là bên mình có một cái đồng hồ nào mà full kim cương, thiệt nhiều kim cương lên mặt đồng hồ không anh? Ôi là trời, anh đang ngắm luôn nè em. Đây là chiếc đồng hồ Tremblor V41 Sardin. Đây là chiếc đồng hồ chính hãng của hãng đồng hồ danh tiếng, một trong những hãng đồng hồ nổi tiếng nhất hiện nay, Tremblor. Chiếc đồng hồ này được đính full kim cương luôn. Một điều vô cùng đặc biệt trên chiếc đồng hồ này đó chính là từng cọc số giờ này được thiết kế theo phong cách Ả Rập to bản, lối kiến trúc Art Deco, và đến full kim cương lên trên từng cọc số giờ, từ số 1, số 2, số 3 đến số 12. Riêng chỗ số 6 được cách điệu, đó là ô lịch ngày, và ở dưới đến kim cương một móc ở dưới. Và cái đồng hồ này thì có 3 kim: kim giờ, kim phút, kim giây. Thân vỏ của chiếc đồng hồ này được làm từ thép không gỉ 316, đến full kim cương mọi mặt. Ngay trung tâm mặt đồng hồ là biểu tượng hoa gió La Bàn. Đây là biểu tượng gắn liền với thủy thủ. Và Kỳ Lăng sẽ gá thử lên tay của mình để cho tất cả quý khách hình dung được là chiếc đồng hồ này sẽ đẹp như thế nào khi đưa lên tay của chính mình. Tay Kỳ Lăng thì vừa, và hầu như mẫu này là chuẩn nhất, và chuẩn hầu như dành cho tất cả, đa số tất cả những bàn tay của người Việt. Còn đối với nữ thì mình sẽ dùng bản V31, còn nam mình sẽ dùng bản V41 này. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.